Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp từ xứ sở kim chi tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ bật mí một trong những vũ khí bí mật giúp chị em phụ nữ trên 25 tuổi có làn da đẹp như mơ nhá. Đó chính là sử dụng dòng sản phẩm kem sâm đỏ đến từ Hàn Quốc. Ta-da! Các bạn có thấy không? Hiện tại trên tay Oanh đang là dòng sản phẩm kem sâm đỏ. Công dụng của dòng sản phẩm này thế nào, tác dụng ra sao và những ai nên dùng thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn nhé. Đầu tiên chúng mình hãy cùng nhau đi nói qua một chút về cái tình trạng da của chị em phụ nữ trên 25 tuổi. Như mọi người đều biết rồi đúng không, ngoài độ tuổi 20 trên 25 tuổi thôi, da của chúng mình đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa rồi. Bằng việc là da của chúng mình xuất hiện những nếp nhăn ở khóe mắt này, ở khóe miệng này, hay là da của chúng mình bắt đầu yếu hơn, thì đó chính là dấu hiệu của việc là collagen sản xuất ít đi, và từ đó thì khiến cho quá trình lão hóa xảy ra nhanh hơn. Nếu như chúng mình không dưỡng da kỹ lưỡng, hay là không chăm sóc da, không skin care, hay là cung cấp các dưỡng chất cần thiết, thì chắc chắn da của chúng mình sẽ già nua cực kỳ nhanh chỉ sau độ tuổi 30 thôi. Chính vì vậy, làm như thế nào để có thể loại bỏ được tình trạng nám da này, rồi là ngăn chặn lão hóa cũng như là dưỡng cho da sáng hơn, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho da, luôn là vấn đề được nhiều chị em phụ nữ quan tâm đúng không? Và đối với chị em phụ nữ trên 25 tuổi thì Kiều Oanh khuyên rằng chúng mình nên sử dụng dòng sản phẩm kem sâm đỏ đến từ Hàn Quốc này. Nói qua một chút về dòng sản phẩm này thì dòng sản phẩm kem sâm đỏ là một trong những dòng sản phẩm kem dưỡng vô cùng tuyệt vời tại Hàn Quốc dành cho chị em phụ nữ trên 25 tuổi. Với chiết xuất chủ yếu là từ hồng sâm 6 năm tuổi. Mọi người biết hồng sâm này là gì không? Hồng sâm này là một trong những loại dược liệu vô cùng tốt và được mệnh danh là loại củ đặc trưng cho Hàn Quốc rồi. Và sâm này thì có các dưỡng chất vô cùng cần thiết để giúp cho da của chúng mình đẹp hơn. Bên cạnh việc nó cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể thì sâm còn được biết đến là một trong những loại củ có tác dụng làm đẹp vô cùng tuyệt vời và đã được dùng từ rất lâu rồi. Và trong hồng sâm 6 năm tuổi thì có chứa rất nhiều hoạt chất giúp cho da của chúng ta được hoạt động tốt hơn, đồng thời là khiến cho da của chị em phụ nữ được hồng hào này, trắng hơn này, và khiến cho da của chúng ta được khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Đó chính là lý do tại sao những sản phẩm chiết xuất từ sâm là những sản phẩm được coi là vô cùng tốt tại xứ sở Hàn Quốc. Chính vì thế nếu như mà bạn đã đến Hàn Quốc một lần thì đừng quên rước một lọ kem sâm hay một sản phẩm nào đó dưỡng da từ sâm mang về nhé. Bởi vì khi chúng ta sử dụng, nó vừa tốt này, nó lại còn là khiến cho da của chúng ta đẹp lên trông thấy nữa. Và với cái dòng sản phẩm kem sâm này thì nó là một trong những dòng sản phẩm hỗ trợ là chăm sóc da cho chúng ta, cung cấp các dưỡng chất cần thiết đi nuôi các tế bào trong da, đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm đến ở chị em phụ nữ. Đặc biệt là đối với những chị em phụ nữ nếu mà chúng ta gặp phải tình trạng nám tàn nhang ấy, thì khi mà sử dụng dòng sản phẩm này chỉ sau khoảng một tháng thôi, chúng ta sẽ cảm thấy là những cái vết nám tàn nhang đấy mờ đi trông thấy. Đồng thời là cái dòng kem sâm này khá là thơm, khi mà mình dùng thì mình massage đều trên gương mặt, và nó còn giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, khiến cho da của chúng ta được loại bỏ hết các chất độc hại sau một ngày dài làm việc cơ. Và với sản phẩm này thì Oanh sẽ bắt đầu chấm điểm về tác dụng cũng như là vẻ bề ngoài của nó nhá. Nói qua một chút về cái hình thức bên ngoài. Đây, hình thức của nó được sản xuất thành hộp vuông như thế này. Và cái điểm Oanh khá là thích ở dòng sản phẩm này đó chính là nó bằng nhựa. Thế nên là khi mà chúng ta đi xa thì chúng ta có thể mang theo được và nó không bị dễ vỡ đâu. Cái thứ hai nữa đó chính là với cái chất kem màu trắng như thế này thì khi mà chúng ta sử dụng trên da thì đầu tiên là cái mùi của nó khá là thơm, thực sự là rất là thơm, thơm mùi của sâm. Và khi mà chúng mình sử dụng sẽ rất là thư giãn, thoải mái luôn. Điểm thứ hai nữa đó chính là kem này thì có tác dụng khá là tốt. Khi chúng ta bôi lên da chúng ta sẽ cảm thấy mát da, đồng thời là cảm thấy da của mình được cung cấp chất đầy đủ hơn. Như anh đã nói rất nhiều trong các video trước rồi, đặc điểm tốt nhất để chúng ta nhận thấy là một dòng sản phẩm tốt hay không đó là khi mà chúng ta sử dụng kem này và vỗ bằng tay táp táp trên da như thế này, thì khi mà cảm thấy da của chúng ta có độ đàn hồi tốt này và da của chúng ta ẩm mịn thì đó chắc chắn là một sản phẩm tuyệt vời. Và với dòng sản phẩm này cũng thế. Và một cái nhược điểm Oanh không thích ở cái dòng sản phẩm này đó chính là về cái thiết kế. Thiết kế của nó thì trông mẫu mã khá là bị quê, hơi bị quê một chút đấy.
Nhưng đó chỉ là cái vẻ hình thức bề ngoài thôi, còn công dụng của nó thì không thể phủ nhận những cái công dụng mà nó mang lại được. Chính vì vậy, nếu mà chị em nào mà muốn ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm này, muốn da của chúng mình đẹp hơn thì nên sử dụng sản phẩm kem sâm đỏ này nhá. Và hãy kết hợp với sữa rửa mặt sâm đỏ để có những hiệu quả tuyệt vời nhất. Và với dòng sản phẩm này thì chúng mình nên mua tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ để mua được dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cũng như là được tư vấn kỹ càng hơn cách sử dụng. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết rõ về cách sử dụng kem sâm đỏ này rồi. Và để mua hàng tại siêu thị Hàn Quốc thì hãy liên lạc tới số hotline 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm nhé. Và hy vọng những thông tin ngày hôm nay thì đã mang đến những kiến thức bổ ích cho các bạn. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye!